Ở đây có tất cả là 50 chai bia rải đều theo hình của ngôi sao năm cánh. Anh sẽ phải dùng cái xe máy xúc của mình với cái gầu đó khui chai. Ủa? Trong vòng 12 phút. Nước tăng lực Rockstar mới, phong độ siêu bền bỉ, tiếp sức siêu thử thách. Và không được làm bể quá 3 chai. Oh my gosh. Anh nhìn... đúng rồi. Ơ nó là nắp chỉ để lên hay là nắp chặt hả anh? Nắp còn nguyên. Ôi, nắp chặt còn nguyên, phải khui bia mà. Wow. Oh my god. Mọi người có thể kiểm tra, nhưng chưa dừng lại ở đó. Ở phía trong ngôi sao này, mọi người sẽ thấy có những cái hệ thống phun lửa. Cứ khoảng vài mươi giây gì đó. Lửa nó cứ phun lên, 1 2 3 4 5 hệ thống phun lửa ở đây. Lửa nó phun lên như thế thì chắc chắn sẽ làm hạn chế cái tầm nhìn cũng như là cái sự tập trung của anh ấy. Giám khảo nhận xét sao về thử thách này ạ? Phúc, em nghĩ thế nào? Quá là phục chương trình khi nghĩ ra những cái thử thách như thế này. Em không có nghĩ nổi là có những cái thử thách này trên đời. Thật ra cái lực của cái cẩu nó rất là lớn. Anh mà không phân phối lực được á nha, thì ngay lập tức á là nguyên nửa cái chai nó bóc ra luôn chứ không phải là cái nắp chai nữa. Rất là khó. Nhưng mà hồi nãy anh ấy đã làm được với những cái mũ lưỡi chai, thì bây giờ là những cái chai, có lẽ là anh ấy sẽ dễ dàng để thao tác hơn không? Cái gầu đó thì nó quá là lớn, nhưng mà cái tiết diện để mở được cái nắp đấy thì nó lại quá là nhỏ. Nó nhỏ xíu luôn. Nên là nó cái sự khéo léo thực em nghĩ là phải gấp rất nhiều lần luôn. Anh Vũ, anh nghĩ như thế nào về thử thách này ạ? Quả thực là khó. Nếu như mà khui cái chai bia ở phía trước này thì không nhìn thấy cái chai bia phía sau, vì cái gầu nó che mất. Đúng rồi. Thì nếu không điều khiển khéo léo thì sẽ bị làm bể cái chai phía sau. Đúng rồi. Vì khoảng cách rất nhỏ. Vâng. Ở vòng phá vỡ giới hạn, thời gian dành cho anh là 12 phút, không bể quá 3 chai, có sự tác động của lửa. Nếu như anh tham gia vào thử thách siêu tưởng của chúng tôi, thời gian kéo xuống chỉ còn 8 phút. Và lúc này, không phải chỉ là lửa, mà ngay ở phía trước cái xe của anh, chúng tôi đã gắn sẵn một cái hệ thống gọi là hệ thống phun sương. Ôi giời. Và khi đó cái tầm nhìn của anh nó còn hạn chế hơn cái việc phun lửa ở đây nữa. Bởi vì lửa phun lên một cái rồi nó tắt. Còn khi sương nó phun ra, nó sẽ phủ một lớp lên trên cái mặt kính của xe. Ôi giời ơi. Thì đó mới gọi là thử thách siêu tưởng. Giám khảo, có lời khuyên gì dành cho anh ấy không ạ? Tôi thấy không công bằng. Anh ấy điều khiển một khối sắt thép như thế này để làm những cái việc rất tỉ mỉ, nhẹ nhàng rồi, đòi hỏi chữ chính xác rồi, mà bây giờ lại còn cản trở tầm nhìn của anh ấy. Tức là ở một khía cạnh nào đó chúng ta... À mà thôi, thế mới là siêu tưởng. Dạ. Tôi thấy hợp lý đấy. Mà thật ra nó vẫn còn chưa ghê gớm bằng dùng xe máy xúc mà xỉa răng như anh nói. Còn anh Vũ thì sao? Không thể tưởng tượng được. Không thể tưởng tượng được. Còn với Đức Phúc, em vẫn còn chưa gọi là chưa hoàn hồn. Hoàn hồn nổi, không hiểu sao chương trình nghĩ ra được những cái thử thách gọi là đúng là siêu thử thách. Một tràng pháo tay. Như vậy thì theo ban giám khảo, anh ấy nên lựa chọn thử thách như thế nào ạ? Phá vỡ giới hạn hay thử thách siêu tưởng? Lửa dù thế nào thì nó cũng lên rồi nó xuống, lên rồi nó xuống. Còn sương mù thì em nghĩ là nó sẽ ở mãi ở đó một khoảng thời gian khá lâu, cho đến khi anh kết thúc cái thử thách này. Nó bất khả thi trừ khi anh có cái năng lực nhìn được xuyên sương mù. Đó là những lời gợi ý từ ban giám khảo, quyền quyết định thuộc về anh. Tôi xin lựa chọn phá vỡ giới hạn. Phá vỡ giới hạn, đó là lựa chọn của anh. Mời anh chuẩn bị. Rất là an toàn, rất là an toàn. Đúng. Anh Vũ đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Anh Vũ đã sẵn sàng. Và phá vỡ giới hạn. Bắt đầu. Ôi. 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 Oh my gosh. Em vẫn nổi da gà nha anh ơi. Nổi cả chân cả tay.
Wow. Hai chai. Rất khéo léo. Nhẹ nhàng, rất là nhẹ nhàng nha. Yeah. Giống như đó là cánh tay của mình á. Yeah. Rất là nhẹ nhàng. Ôi. Lửa càng lúc phun càng nhanh, càng nhiều hơn. Hai phút là anh làm được một cành. Em đứng đây nhìn em còn hoa mắt luôn á. Ôi giời ơi. Wow. Thử thách thành công. Yeah. Thưa quý vị, còn lại là 3 phút 3 giây. 3 phút 3 giây thưa quý vị. Khi cái nắp chai cuối cùng vừa được bật ra, tôi nhìn ngay lên đồng hồ, còn là 3 phút 3 giây. Tuyệt vời. Anh Vũ của chúng ta đã vượt qua thử thách một cách ngoan mục. Xin chúc mừng. Không bể một chai nào không hết thưa quý vị. Không bể một chai luôn, trời ơi. Mời giám khảo đến đây. Mời anh Vũ xuống đây. Tuyệt vời. Mời anh đến đây cùng với chúng tôi. Cảm ơn anh. Nếu như hồi nãy mà anh lựa chọn siêu tưởng á, thì cũng có khi anh đã vượt qua nó. Mặc dù cái thời gian nó xê xích đó. Nhưng rồi, mà đúng rồi. Nghĩ rằng lựa chọn cái này là hợp lý là bởi vì nếu như mình lựa chọn sư tử mình còn bị áp lực về mặt tâm lý thì chưa chắc mình đã hoàn thành tốt như thế. Cảm xúc của anh bây giờ thế nào? Cảm xúc của tôi lúc này rất là hồi hộp. Lúc mà anh đang thao tác á, mọi người ở đây cũng theo dõi từng chút một, và khi anh vừa khui được một cái nắp chai là mọi người vỗ tay chúc mừng anh ngay. Nhưng tất cả những điều đó, yếu tố ngoại cảnh bên ngoài, nó có ảnh hưởng tới tâm lý của anh hay không lúc đó? Quả thực lúc đó thì tôi
chú ý về những cái điểm mình cần để khui chai bia ra. Yeah. Và tập trung mắt nhìn vào nó và giật mình những cái lúc mà lửa phun ra. Yeah. Sau khi hoàn thành thì thấy ngọn lửa bốc lên, tôi rất là mừng. Đây là một kỹ năng. Anh cũng rất là xúc động bởi vì chưa bao giờ nó làm điều này trước đây cả. Dạ, anh được mấy cháu rồi? Ở gặp anh tôi được 2 cháu. 2 cháu, chắc chắn các cháu rất tự hào về người bố của mình. Và chúng tôi cũng cảm thấy rất là vui khi mà có anh tham gia ở đây. Và tôi không biết nói gì hơn. Chúc mừng anh. Như pháo hoa, như pháo hoa. Cảm ơn các giám khảo. Cảm ơn các vị giám khảo. Và bây giờ sẽ càng vui hơn nữa nếu như anh Vũ nhận được những ngôi sao đến từ các vị giám khảo của chúng ta. Xin mời điểm số từ các vị giám khảo. Năm ngôi sao. Em rất là thích tiết mục lần này. Và tiết mục lần này em sẽ cho 4 cộng 1 ngôi sao. 5 ngôi sao từ giám khảo Đức Phúc. Và cuối cùng là giám khảo Xuân Bắc ạ. Trước khi công bố số điểm của mình để gửi cho anh ấy, tôi phải xin chia sẻ thế này. Cảm ơn chương trình đã tạo ra một cái nơi mà tạo ra sức ép mang tính tích cực để vượt qua giới hạn của mỗi người. Và đặc biệt hơn nữa là một chương trình dành cho mọi lứa tuổi, mọi ngành nghề, với mọi trí tưởng tượng, với giới hạn mình đưa ra. Tất cả chúng ta đều có cơ hội tỏa sáng như nhau. Và đây là một minh chứng. Chúc mừng anh, chúc mừng chương trình. Cảm ơn những chia sẻ của giám khảo Xuân Bắc. Và điểm số của anh dành cho anh Văn Vũ là 5 ngôi sao, một cách rất trân trọng. Và có nghĩa là ở vòng 2 này, điểm số hệ số 2, anh nhận được 30 ngôi sao cộng với 14 ngôi sao ở vòng 1. Tổng số sao mà anh Vũ nhận được trong chương trình là 44 ngôi sao. Xin chúc mừng. Và anh sẽ bước lên đại lộ vinh danh của chương trình. Còn bây giờ, mời anh bước lên đại lộ vinh danh. Đón xem siêu thử thách lúc 20 giờ thứ 6 hàng tuần, chỉ có trên siêu ứng dụng giải trí Vion và HTV2 VChannel.